cho trời xanh xanh thẳm. Mùi hương nào rất quen, nghe như làn môi ấm, nghe như từ sâu thẳm đất vừa mình xanh xuôi. Trong ánh mắt đêm cười có hồ xanh khoai sắn, trong bàn tay xinh xắn có hình dòng kim xanh. Mùa xuân về em ơi, cơn mưa đầu mát nhà. Mùa xuân về anh ơi, nắng mới đã bay về. Và chúng mình yêu nhau bắt nhau người đôi. Em đi vào sương mây khi trời còn hơi chọn lời tin nhau. Trên chiến tuyến giết thù có bàn tay anh chắc, hậu phương xa lắm vững vàng bàn tay em. Mùa xuân vừa qua đây, cơn mưa hè hối hả, tình ta càng thêm sâu như những xuống anh đang chơi xa.
thưa quý vị, mặc dù thời tiết đêm nay tại Huế có đôi chút
Cầu chúc cho mọi người năm mới vui vẻ, sức khỏe, công việc thuận lợi và đất nước mình càng ngày càng tốt đẹp hơn, giàu mạnh hơn. Em xin cảm ơn ạ. Vâng, xin được chúc em nhiều sức khỏe. Dạ. Vâng, thưa quý vị, với từ lời chúc của người dân tỉnh Phú Yên cũng đó là mong ước của rất nhiều người khi bước sang một năm mới. Và sau những màn trình diễn pháo hoa như thế này thì mọi người trên địa bàn tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục du xuân với các hoạt động lễ hội chào xuân vẫn tiếp tục diễn ra vào tối nay. Phố biển Phan Thiết rực rỡ với điểm nhấn đường hoa xuân với chủ đề Phan Thiết hội tụ và phát triển. Đường hoa thể hiện những nét văn hóa đặc trưng, khắc họa những thành tựu mà địa phương đã đạt được năm qua, thể hiện khát vọng vươn lên tầm cao mới. Linh vật rồng cưỡi mây với ý nghĩa mong muốn năm mới bao điều thuận lợi, vạn điều bình an để Bình Thuận có thể tiếp tục vươn lên và hội nhập. Mong cho tất cả mọi người được có một cái sức khỏe, một cái sự bình an, đón một cái Tết rất là ấm cúng và hạnh phúc bên gia đình. Mong là quê hương của mình, Phan Thiết thì mỗi ngày mỗi đi lên và cuộc sống của người dân thì mỗi ngày càng tấn tới hơn. Mong muốn là gia đình em có thật nhiều sức khỏe và em cũng mong cho người dân ở Bình Thuận nói riêng và cả Việt Nam nói chung là có một cái Tết thật an lành. Thưa quý vị, cùng với cả nước thì không khí đón giao thừa Giáp Thìn 2024 tại tỉnh Sóc Trăng cũng rất là nhộn nhịp. Sóc Trăng đầu tư nhiều cái điểm du xuân để bà con đến tham quan cũng như là vui chơi trong cái dịp Tết năm nay. Tại quảng trường Bạch Đằng, trung tâm của thành phố Sóc Trăng cũng được nhiều bà con đến tham quan. Dạ, xin chào chị. Xin chị cho biết thì năm nay chị ấn tượng về Sóc Trăng như thế nào? Năm nay mình trang trí thấy rất là nhiều điểm cho bà con đi chơi. Rồi đường xá thì thấy cũng trang trí đèn đồ cũng có đầu tư nhiều hơn là rực rỡ. Bà con mình thấy năm nay rất là thích thú, nhiều điểm vui chơi lắm. Dạ, cảm ơn chị. Xin chào anh. Xin anh cho biết thì năm nay thì anh cảm nhận được là bà con Sóc Trăng đón Tết như thế nào? Em thấy bà con đón Tết năm nay thì là sung. Nguồn lúa bây giờ nếu mà tăng cao thì bà con cũng thu nhập cao thì ăn Tết càng lớn hơn nữa. Xin cảm ơn anh. Đón giao thừa tại Sóc Trăng, bà con còn đến các cái điểm như là quảng trường Bạch Đằng, công viên 30 tháng 4, trung tâm văn hóa Hồ Nước Ngọt, nơi diễn ra bắn pháo hoa để cùng chào đón thời khắc giao thừa. Với sự đầu tư trang trí nhiều cái tiểu cảnh hoa, tạo hình linh vật rồng cùng với đèn trang trí nhiều màu sắc càng làm cho Sóc Trăng đón năm mới vui tươi, náo nhiệt hơn. Hiện tôi đang đứng tại khu vực sân bay cũ, nơi diễn ra chương trình văn nghệ và bắn pháo hoa. Đã có rất nhiều người dân địa phương và khách du lịch đến xem từ rất sớm. Chào xuân mới năm 2024 là chương trình văn nghệ đặc sắc, quy tụ nhiều ca sĩ nổi tiếng. Ngoài điểm chính do chính quyền thành phố Phú Quốc tổ chức bắn pháo hoa tầm trung ở ngay trung tâm thành phố và khu Sunset House phía nam đảo, thì nhiều khu resort khách sạn trên đảo cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp. Mục đích là tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân và khách du lịch trong dịp năm mới Giáp Thìn. Hiện không khí xuân đang tràn ngập trên đảo Ngọc. Dễ nhận thấy nhất là các tuyến đường trong nội ô đều được trang hoàng đèn hoa rực rỡ. Ở các điểm vui chơi như khu Sunset House, công viên Bạch Đằng hay khu Rainbow Phú Quốc có rất nhiều tiểu cảnh linh vật rồng. Sau những màn bắn pháo hoa rực rỡ, mãn nhãn người xem, rất đông người dân địa phương đã đổ về các khu vui chơi giải trí để chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc chuyển giao.